Tôi có thể nói với nhà mình như thế này này, 70% công ty niêm yết trên sàn giao dịch là không đáng để đầu tư. Họ tốt hay không tốt chúng ta không quan tâm. Chúng ta chỉ quan tâm một số lượng đông đảo rất lớn công ty không đáng để đầu tư. Tại sao nó không đáng để đầu tư? Bởi vì nó tụt quá xa cái tiêu chí đầu tư. Vậy thôi, rất đơn giản. Đó là cái câu thứ nhất. Cái câu thứ hai là cái vấn đề thứ hai là chúng ta thấy rất nhiều cái thủ thuật phức tạp để rút ruột công ty. Mà cái hành vi mà rút ruột công ty là nó chiếm phổ biến trên toàn thế giới, không riêng gì Việt Nam cả. Đó, cái rút ruột công ty là cực kỳ nghiêm trọng. Và hiện nay tôi nói nhà mình rất nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Thành ra chỉ có tầm soát cổ phiếu mới tránh được, mới tránh được cái hành vi rút ruột công ty. Khi các bạn nghiên cứu cổ phiếu sâu, các bạn am hiểu sâu, các bạn sẽ thấy kinh doanh như thế này, sản lượng như thế này, biên lợi nhuận như thế này, thì đáng ra lợi nhuận nó như thế này thì nó đúng. Nhưng mà kinh doanh như thế này, biên lợi nhuận như thế này, đáng ra lợi nhuận như thế này, thực tế lợi nhuận mà dưới mặt đất là nghi ngờ. Rồi, cái tiếp theo chúng ta có thể thấy ở trong ngành. Tại sao người ta dùng cái từ gọi là công ty tốt nhất ở trong ngành? Bởi vì nó liên quan tới cái vấn đề quản trị, cái hiệu quả làm ăn, cái năng suất lao động vân vân, thì nó còn có cái chuyện rút ruột nữa. Đó. Tại sao các nhà đầu tư nước ngoài họ xem trọng cái công ty mà tốt nhất ở trong ngành? Đó. Nó liên quan tới vấn đề tham nhũng rút ruột công ty. Đó. Chúng ta thấy ở trong ngành, ở trong mỗi một ngành thì nó có nhiều công ty. Chúng ta thấy cái công ty tốt nhất ở trong ngành, nó không những nó tốt về mọi thứ, nó tốt về tăng trưởng, nó tốt về quản trị vân vân. Trong đó nó có cái cực kỳ quan trọng nhất là gì? Đó là biên lợi nhuận. Đó. Cái biên lợi nhuận cho các bạn biết được công ty này đàng hoàng hay không đàng hoàng. Đó. Chúng ta nhìn ví dụ như chúng ta thấy một cái công ty bé như hạt tiêu, ví dụ như công ty ở phía Đông Nam Bộ, chúng ta thấy công ty bé như hạt tiêu, ví dụ như công ty chẳng hạn, khi nó làm dự án bất động sản hay gì, cái biên lợi nhuận nó cực kỳ cao. Mà cái bất động sản nó ở huyện, ở xã có mẹ gì đâu, hay ở cái thành phố vệ tinh thì nó có mẹ gì đâu, nhưng mà cái biên lợi nhuận nó cực kỳ cao. Không, trong khi những cái công ty to đùng rồi đó, đất thì lấy 10, 20 năm trước cơ, nhưng mà cái biên lợi nhuận nó có téo tèo tèo mà ra cái giá trị bất động sản nó cực lớn. Mà tại sao cái biên lợi nhuận nó thấp như vậy? Đó là do họ rút ruột. Chúng ta thông qua cái con đường sản lượng nhiêu đây, biên lợi nhuận nhiêu đây, đáng ra cái lợi nhuận ròng nhiêu đây, nhưng mà thực tế như vậy mà cái lợi nhuận ròng thấp. Tức là những công ty có tỷ lệ cái biên lợi nhuận thấp ở trong ngành mà quy mô nó lớn mà nó thấp, chứng tỏ công ty đó không đáng để đầu tư.